Con khủng long chạy thoát đi nhanh lên, xây tường chặn lại nào, nhanh lên, nhanh lên. Ôi không, khủng long thoát thân nào, chạy nhanh lên. Bà có sáng kiến này nè. Bà ơi, máy xúc kìa. Ồ, được, ý hay đó. Nên chạy đi đâu bây giờ? Nắp ở đâu đây? Ngôi nhà kìa. Đúng rồi, ở đó. Cô bay, bạn muốn gì? Mở cửa ra nè. Làm ơn đi. Tự xây nhà đi nào. Lấy nhiều một chút. Chúng ta không có đủ vật liệu rồi, phải cần nhiều hơn con. Hãy đến đó đi. Kia có một con khủng long đó. Đúng thế, lấy những viên này đi nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ba ơi, nhìn kìa. Yeah, Stacy, hoàng hôn.